Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái đoạn video giới thiệu về một sản phẩm rất là tuyệt vời. Và cái đây là bạn chủ cái sản phẩm này. Em giới thiệu về mọi người biết sơ về em. Dạ, em chào thầy và em chào các bạn. Em tên là Trần Thị Xuân Quỳnh, là người sáng lập thương hiệu quế rừng xanh, chuyên dòng quế xứ Quảng. Dạ. Và em là giám đốc của công ty Tân Hoa Thảo. Dạ. Tân Hoa Thảo, vì sao bạn đặt cái tên là Tân Hoa Thảo? Dạ, Tân Hoa Thảo là cũng có truyền thống từ thời ông ngoại của em, thầy thuốc. Dạ. Ông ngoại là hồi kia làm gì? Dạ, ông ngoại em là thầy thuốc, họ chuyên bốc thuốc cho các bệnh nhân. Thuốc đông y hay là thuốc? Dạ, thuốc đông y. Vậy thì em kế thừa gì của ông ngoại? Dạ, thì em kế thừa là cái tình yêu cây thuốc nam của dân tộc mình. Em phát triển lên. Vậy thì hiện tại là cái cây thuốc nam là cái cây gì mà em phát triển nó lên? Dạ, hiện tại bây giờ là cây quế này, nó là theo đông y thì là người ta nói là xâm nhung quế phụ. Thì là cây quế là cây thuốc quý của dân tộc Việt mình. Dạ. Tại sao em đặt là quế rừng xanh, nghĩa là sao? Dạ, quế rừng xanh là em cũng mong muốn là cái quế của tỉnh em là luôn luôn được xanh, những khu rừng đó là cái giá trị từ ngàn đời rồi, mình vẫn duy trì và mình phát triển lên, nó vẫn xanh mãi trong cái sau này, những thế hệ sau mình. Dạ. Cái tỉnh em nó có đặc biệt gì về cái cây quế để cho mọi người biết? Dạ, tỉnh em có đặc biệt là cây quế nó có một cái lượng tinh dầu rất là cao, tốt. Cái vùng đất đó? Cái vùng đất đó nó có từ ngàn năm rồi. Dạ. Cái đó là được khoa học gì chứng minh không hay là mình tự nói thôi? Dạ, thì cũng có tỉnh Quảng Ngãi đã có cái giấy chứng nhận nó là đặc sản của quê hương Quảng Ngãi. Một trong những 8 đặc sản của Quảng Ngãi. Thì hiện tại em có những sản phẩm nào để em giới thiệu cho mọi người biết, để mọi người biết là em đang kinh doanh những sản phẩm này? Dạ, nhà em thì chuyên về bán sỉ, về quế và các gia vị. Nhưng mà bây giờ em đang đi khởi nghiệp thì em xây dựng thành đặc trưng của em là sản phẩm trà, là túi lọc, là cái sản phẩm trà túi lọc là sao, không hiểu? Dạ, là cái quế của em phối với những cái một số thảo mộc thì nó sẽ giúp cho mình là nó uống nó vừa có vị thanh ngọt và dễ uống, và nó cũng giúp cho sức khỏe mình tốt và ngủ ngon. Là tốt là tốt cái gì? Dạ, cái đặc trưng của quế là nó giúp máu huyết mình lưu thông. Thì cái máu huyết lưu thông thì toàn bộ cái bộ phận cơ thể từ não bộ tới tim mạch và tới các khớp xương thì đều được thông kinh mạch hết. Thì tốt rất là nhiều cái bộ phận trong cơ thể. Và nó giúp mình giảm cholesterol, giúp cho tiểu đường, giảm tiểu đường và những người bị khớp. Dạ, hay vậy hả? Dùng rất là tốt. Dạ. Rồi còn cái, còn cái này là cái gì? Dạ, cái này là sản phẩm quế bột. Thì quế bột của em là em nghiên cứu là em đóng trong cái hũ thủy tinh. Cái lượng vừa phải, khoảng 150g. Mình sử dụng thì mình lấy ra mình dùng rồi mình để trong cái thủy tinh nó sẽ sạch sẽ. Dạ. Và quế này thì em sử dụng những cái quế trên 10 năm. Và mình cạo sạch vỏ, mình xay lạnh đi, mình xay thành bột thì mình giữ được lâu và nó diệt những cái vi khuẩn. Nó sẽ tốt cho mình khi sử dụng. Còn cái quế này? Dạ, cái quế này thì thường là mình dùng để nấu phở bò kho. Chủ yếu phở, là phở gia kho, vị, xay thuốc. Dạ, dạ. Hoặc mình trang trí cũng được. Nó có khi mà nấu cái bò kho, nó phở nó có cái vị gì hả? Dạ, vị cái này là đặc trưng của món phở là phải có quế này. Quế và những bông hồi đây thầy. Cái này là cái gì? Cái này là hoa hồi. Hoa hồi là hoa gì? Này là từ cái bông này là mình phải nấu trong cái quán, những món phở là mình đặc trưng bắt buộc mình phải có. Bông hồi mình nấu Paris. Rồi mình thêm những cái hoa, bông đinh hương này vô thầy. Có bông đinh hương nữa. Dạ. Là mình nấu trong món phở là mình gồm quế, hồi, đinh hương. Còn cái này là gì? Cái này là quế chi. Cái này là quế chi là sao? Mình sắc từ những cái cành quế ra thầy. Để làm gì? Dùng trong những cái bài thuốc thang. Hoặc là mình có thể làm nhang. Ok, hay quá. Còn cái trà này, cái túi này là cái túi gì? Dạ, cái này thì ở trong này là em có cái túi lọc. Túi lọc của chứa đựng quế trong này và các thảo mộc. Thì cái túi lọc này thì em cũng đi nó khác biệt một chút xíu. Là cái chất liệu của túi lọc là mình đã thay đổi, là em cái màn lọc của này là em nhập từ Nhật. Và cách đóng gói là em cũng dùng cái máy sóng siêu âm để em đóng. Em xích cái màn lại. Em không dùng giấy như giấy lọc bình thường. Hay quá. Vậy thì bây giờ mọi người mà họ muốn liên hệ, họ mua những sản phẩm của em thì họ liên hệ như thế nào? Dạ, có thể liên hệ fanpage của em và trang website của em là quế rừng xanh. Quế rừng xanh gì? Chấm. Quế rừng xanh .com. .com. Dạ, trang thương hiệu của em. Rồi còn cách nào nữa không? Có thể inbox vô Facebook cá nhân của em là Xuân Quỳnh Trần. Xuân Quỳnh Trần.
Từ lúc em ra khởi nghiệp cho cái này cho tới giờ thì em cảm giác như thế nào, có khó khăn gì không? Dạ em, tại vì em đi là theo một cái nghề gia truyền à. Là từ thợ ngoại em là tới mẹ em buôn bán ở đây cũng hơn 30 năm ở Sài Gòn à. Thì em cũng kế thừa những cái sản, cũng là cái sản lượng ở quê hương em rất là lớn à. Thì em phát triển lên thì em ngoài cái dòng sĩ thì em muốn là mình tạo một cái giá trị một cái giá trị mà người Việt Nam mình ai cũng có thể sử dụng được đến tại vì cái nó là thuốc nam quý mà mình không dùng thì mình lại lãng quên đi thì em muốn xây dựng để mình có thể là một cách tiện lợi nhất thì ai cũng có thể sử dụng một cái túi lọc, một ngày mình sử dụng một túi cũng được. Dạ. Hay quá. Sao em biết đến Bidenning mà em học rồi em làm cái gì không? Dạ thì thông qua Facebook thì em thấy thầy, cái đầu tiên em thấy thầy livestream dạ, thầy livestream những cái bài rất là ý nghĩa về kinh doanh, rồi không phải là kinh doanh không mà là về tư duy của mình là mình có những cái cách sống nó rất là nhẹ nhàng về phải yêu cuộc sống, rồi yêu gia đình rồi con cái trong cuộc sống, vừa kinh doanh vừa cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, mình enjoy cuộc sống đúng không, chứ không phải là tập trung là kiếm tiền rồi tất bật. Vậy thì em có chia sẻ gì cho khách hàng mà một cái câu chuyện gì không? Dạ, cái này em cũng thông qua cái sản phẩm này em cũng gửi gắm đến khách hàng, các bạn là cái sản phẩm này cũng là tâm huyết ba đời truyền thống trong thuốc nam của gia đình em. Thì em cũng muốn mang cái giá trị là sứ mệnh của mình là mình sẽ phát triển cây thuốc nam của dân tộc. Dạ, cây thuốc thì từ cái chất liệu trong cái túi lọc đến cái sản phẩm nguyên chất kết hợp với những cái thảo mộc tốt cho sức khỏe và vừa giúp ngủ ngon, thư giãn tinh thần. Và cái túi mà em in phía ngoài này em cũng dùng giấy ráp là giấy này nó sẽ có rất là thân thiện môi trường, nó có thể tự hủy và nó là tái chế thì em đi cái dòng nó vừa tốt cho sức khỏe và vừa bảo vệ môi trường luôn. Vậy khách hàng họ liên hệ em mua online được không? Dạ được. Có ship vào nhà không? Dạ em có ship rồi. Ở bên Mỹ họ mua thì sao? Dạ em cũng giao luôn. Cũng giao ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về bạn Quỳnh thì các bạn vào cái trang web querungxanh.com để các bạn tìm hiểu thêm. Đây là đoạn video để giới thiệu sơ về các bạn để các bạn biết rằng là có một bạn nữ đã kinh doanh, đã đeo đuổi đến cùng nghề quế gia truyền của gia đình mình. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt ạ.